tại sao lại thế nhỉ? Tôi chỉ bắn có một phát mà con quái lại giận hai lần sát thương vậy ta? Đương nhiên là nhờ súng bắn tỉa tôi nè. Tôi bắn ra đạn có thể gây trọng thương cho kẻ địch. Khi chỉ số trọng thương đạt tối đa, có thể gây thêm một lần sát thương cho kẻ địch. Hơn thế, công kích này có tác dụng xuyên thấu. Súng này có thể gây tích lũy chỉ số trọng thương lên nhiều kẻ địch khác nhau. Lần bắn sau đau hơn lần bắn trước. Thật ra súng boxing của tôi cũng... Ông né ra cái coi. Marco, cậu đừng có nghe cái bắn tỉa của Rick đó nói nhảm. Bazooka tôi cũng có thể khiến kẻ địch rơi vào trạng thái trọng thương. Với lại tôi còn bắn được liên tiếp 3 phát. Tốc bắn nhanh hơn hắn nhiều. Sức công kích của tôi còn gây nổ một phạm vi nhỏ nữa. Nổ lan ra một bầy lính. Thì tôi cũng... Xe ra. Marco tôi, hai ông đừng có ức hiếp tôi nữa. Tuy boxing gun khá là đặc biệt, nhưng tôi cũng là loại súng gây trọng thương mà. Hôm nay tôi sẽ náo động toàn bộ Metal Slug, náo động bằng một cú đấm. Ông thấy chưa, cái cảm giác đấm vào người khác như này các ông có làm được không? Sát thương xuyên thấu, sát thương phạm vi, ai mà không có. Tôi biết cú đấm xuyên thấu, cú đấm của tôi bay tới kẻ địch sẽ kèm theo hiệu ứng khiến kẻ địch phía sau cũng chịu sát thương. Một quyền đánh ra, kẻ đứng phía sau cũng không thể tránh nổi. Cho đến Marco, cậu sẽ chọn súng nào? Cây lây tin này cũng hay phết. Đi thôi, tôi đưa ông đi đánh mô định. Hả?